thần kinh bố với ông mình cũng là đây này. Thế còn là đây là cái lỗ cái tam giác cánh tay trong đầu mà có thần kinh quay cộng với là đồng mạch cánh tay sâu thì đồng mạch cánh tay sâu nuôi dưỡng toàn bộ cái khu sau của cánh tay là cái cơ trong đầu này. Còn thần kinh quay thì đi ra sau thì nó cho các nhánh vận động cho các cơ của khu cánh tay sau, tức là làm nhiệm vụ dưới quyền. Thần kinh quay của này nó có một đặc thù là chạy gọi là quay, bởi vì từ trong từ trước trong chui qua cái lỗ này xong mà chạy ra phía sau mà chạy ở trong một rãnh xoắn của xương cánh tay, sau đó đến vùng ba dưới xương cánh tay thì nó lại chạy vòng ra phía trước để nó đi vào máng bì đầu ngoài của quyền, và vì thế nó mang tên là thần kinh quay. Thần kinh quay đi sát xương cho nên nếu gãy vùng ba giữa xương cánh tay thì chúng ta phải có một động tác kiểm tra ngay lập tức là bệnh nhân có bị liệt quay không. Kiểm tra rất đơn giản là bảo bệnh nhân là gì, nắm tay vào duỗi tay ra, bệnh nhân nắm tay vào duỗi tay ra và ngửa cổ tay lên. Nếu như nắm vào duỗi ra mà cái kiểu này thì đấy là thần kinh quay, và chúng ta xương cánh tay là một cái xương gãy ngoại khoa đa phần là phải mổ, nhưng chúng ta không biết trước được rằng nó liệt thần kinh quay trong hồ sơ thì chúng ta không đi gì cả, mai kia mổ xong liệt quay thì lỗi là do chúng ta mổ mà nó liệt, đúng không? Nó liệt có thể đứt thần kinh quay rất nhạy cảm, chúng ta mổ chúng ta chỉ cần co kéo nó một chút là nó liệt rồi, có thể nó đứt, có thể bị sang chấn nó liệt. Nhưng nếu chúng ta chẩn đoán gãy xương cánh tay có liệt quay thì chúng ta giải thích cho bệnh nhân là nó có liệt rồi, mổ xong nó liệt, mai kia hồi phục, đấy là việc của bệnh, đúng không? Nhưng có một điều rất cụ thể rắc rối là gì, một là chúng ta không biết, thì mai kia bệnh nhân thắc mắc bảo không chắc mổ có nói gì liệt đâu, bây giờ tôi liệt là do ông mổ. Cái thứ hai là thần kinh quay mổ rất hay bị liệt, mặc dù chúng ta không làm đứt vào nó, chúng ta chỉ co kéo một chút thôi, để cực kỳ nhạy cảm, nhưng chúng ta chắc chắn 100% là chúng ta không làm đứt nó thì phải khẳng định đến 99% là nó sẽ hồi phục, nó sẽ hồi phục. Và cái thần kinh quay một hai ở chi dưới có thần kinh mắc chung là hai, chạm mạnh là liệt, nhưng nếu chúng ta đảm bảo không cắt đứt của nó thì đảm bảo 99% là hồi phục. Tôi có hai bệnh nhân thì nhớ cả cuộc đời luôn. Bệnh nhân không phải tôi mổ, bệnh nhân mổ rất là nặng, liệt quay. Thế nhưng mà sau đó thì vì lý do này lý do khác thì chưa mổ lại được, xương nó liền rồi nhưng mà liệt quay, và tôi không dám đảm bảo là người ta mổ người ta không. Tôi giải thích cho bảo nếu mà phải mổ chuyển gân ấy, thì thông thường thời gian phải sau 6 tháng mổ chuyển gân, và vì cái thời gian tối đa để chờ cái thần kinh hồi phục tối đa là 6 tháng. Anh mổ sớm quá có thể thần kinh nó vẫn hồi phục, mang chuyển gân tức là không tốt. Chuyển gân là không thể mang lại cái hiệu quả như là nó hồi phục. Nhưng cái bệnh nhân đấy cũng là người quay từ Đà Nẵng ra mà tôi điều trị những lúc lành được vết thương không phải mổ lại. Nhưng một buổi tối tự nhiên bệnh nhân gọi điện tôi bảo bác ơi có cái gì, tay cháu khởi động được, cứ như là có cái thông tin tối hôm trước không có vẫn chưa khởi động được, hôm sau tự nhiên tay bật lên mổ. Tay đơn bộ người tự nhiên bật người lên được, không ai tin, và điện đến sang đúng cửa động được. Và thứ hai gần đây nhất có bệnh nhân chấn thương khớp gối, tôi mổ nội soi tái tạo dây chằng khớp gối cho nó, nhưng trước mổ đã bị liệt mắt chung rồi, nhưng mà nó chưa 3 tháng thôi chưa chỉ định chuyển gân. Thế thì cho vào lý trị liệu thì cũng tại tự nhiên một buổi tối sáng sau nó gọi điện nó bỏ tự nhiên chân vào đó hôm qua đưa được bàn chân lên, tức là khi nó cứ như kiểu nó bừng tỉnh dậy. Cho nên nếu tổn thương thần kinh mắc chung, thần kinh quay mà chúng ta mổ thì chúng ta đảm bảo là không cắt đứt vào nó thì phải nói 99% là sẽ lại. Ngày xưa có một thầy già ở Việt Đức mổ cho bệnh nhân liệt thần kinh quay, thầy bảo khóc, tôi rất khóc tôi không đứt vào nó vì tôi mổ tay làm nhiều năm không có đứt nó. Thầy phải nói là tôi đảm bảo ngay nó sẽ lại. Thế ngày đấy còn tôi là trẻ con, tôi bảo thế
đạo bảo mai kia không lành sau, không có chuyện không lành, tớ các biết nó không lành. Nhưng mà đúng, năm sau tháng sau này, đấy là thầy bây giờ mà sống, tất nhiên là, cái chuyện kể đấy thì tôi biết là thần kinh quay rất nhạy cảm, nhưng mà khá tốt. Và tổn thương thần kinh quay thì có rất nhiều đường chứ không? Chứ nó không như tổn thương thần kinh khác. Tổn thương thần kinh trụ, chuyển cân cực khó, thần kinh giữa chuyển cân rất khó. Nhưng thần kinh quay thì chuyển cân là một trong những phương pháp có thể còn rất tốt. Và đấy là cái nói về thần kinh quay này. Cái vùng quyển ra cái vùng này đây, đây là cái vùng đông của quyển của chúng ta, đúng không? Cái hệ thống tĩnh mạch đây tôi nói là đây cái vùng này là vùng bên trong, thì cái thần kinh cảm giác cho vùng trong chỗ này sẽ thần kinh vì cảm tay trong đi xuống, còn bên ngoài chỗ này sẽ là thần kinh cơ vì đi xuống là cảm giác này. Như thế ở nửa trước hay trong là vì cảm tay trong, ngoài là cơ vì, nhưng mà ở phía sau thì nó sẽ để một cái bảng ở giữa này là thần kinh quay đi xuống để cảm giác. Như thế đang bị lấn đây, còn trên này thần kinh quay, ở chính giữa thần kinh quay thì chúng cảm giác. Như thế nhìn cái cẳng tay chúng ta ở đằng trước thì hai anh chia đôi, nhưng đằng sau hai anh là hai phía ở giữa thần kinh quay đi xuống. Như thế cảm giác cái cẳng tay này, đằng trước là cơ vì và vì cẳng tay trong, nhưng đằng sau là vì cẳng tay trong quay xong đến cơ vì, đằng sau là 3 giây. Đó. À, những cái thiết đầu này chúng ta tham khảo thôi. À, bây giờ chúng ta nói một đây, chúng ta nhìn thấy đây là cái máng gì đầu đây, đó, máng gì đầu đây, đây là cái động mạch cánh tay đây, đây là thần kinh giữa đây, đó, và đây là thần kinh quay đây, thần kinh quay đây. Thần kinh quay đến cái máng gì đầu này thì sẽ nói nó sẽ chia rất nhiều, nó chia thành hai nhánh, nhánh trước và nhánh sau. Thế thì đây chúng ta nói đến cái vùng cẳng tay chúng ta chia là hai khu, khu sau và khu trước, và có thể chia là ba khu, khu sau, khu trước ngoài và khu trước trong, nhưng mà thông thường là chia là hai khu, đây là khu trước và khu sau. Khu trước thì có các cơ lớp đông, chúng ta nhìn đây chúng ta biết này, đây các cơ lớp đông đó, tôi không chỉnh cụ thể. Thí dụ chúng ta thấy đây là cơ cánh tay quay này đó, rồi cơ duỗi quay tay ngắn, cơ quay tay dài là khu trước này, rồi đến cơ gấp cổ tay quay này, lớp đông này, xong rồi đến cái cơ này là cái cơ gắp tay dài này, đó. Rồi đến cái cơ này là cơ gấp cổ tay trung, như thế lớp đông chúng ta có mấy cơ, đây là cơ cánh tay quay này, cơ gắp tay dài này, cơ chưa nói đây là cơ gấp cổ tay trung này, và đặc biệt có một cơ là cơ gấp các ngón đông, đây cơ ngón đông này. À, như thế ở cái lớp nông chúng ta chỉ bốn cơ, 1, 2, 3, 4, xong đến cái lớp giữa thì chúng ta có cơ gấp nông, đây là cơ gấp nông này, với hai bó, cái bó này là bó cung nông này. Hai bó này là cái cung nông, cái cung của cơ gấp nông ngón tay đây. Nó xuống đến cổ tay thì cái gấp nông này ấy, nó thoát ra bốn gân đi vào bốn ngón tay, 2, 3, 4, và đi vào bốn ngón tay thì nó sẽ bám vào, thì chúng ta sẽ nói sau, nó bám vào nền đốt hai các ngón tay bằng hai chế ở hai bên, và vì thế cái gân gấp đông người ta gọi là gân thủng, xuyên qua hai chế ấy là cái gân cơ gấp sâu, đây là gân cơ gấp sâu, luồn qua cái chạm như thế, gân gấp sâu luồn qua cái chạm của gân đông đến bám vào nền đốt ba của gì, của nền đốt ba của ngón tay. Như thế khi gấp đốt hai vào đốt một thì đấy là cơ gấp đông, nhưng gấp đốt ba vào đốt hai thì đấy là gấp sâu. Một vết thương vào ngón tay theo thông thường nông vào sâu thì phải đứt nông trước với đến sâu, nhưng nếu ngang nền đốt hai về phía ngón tay thì có khi đứt nông mà không đứt sâu. Bởi vì anh này báo ai nền đây, còn anh này dồn qua đây và qua đây đó, và như thế chúng ta sẽ thấy là có thể đứt sâu mà không đứt nông. Vậy khi kiểm tra ngón tay thì chúng ta muốn biết được đứt nông hay sâu thì nó để bàn tay nửa, xong muốn kiểm tra gấp nông thì phải chặt vào đốt một và gấp lên, còn nếu muốn kiểm tra gấp sâu thì chặt tay vào đốt hai và gấp lên, chặt tay đốt hai chặt thế này, xong thời gian gấp thế này chúng ta còn chặt vào đây thì chúng ta chặt được gì rồi, chặt vào đây thì
thấy thế này nó bảo là không đứt gân thì không đúng. Bởi vì gấp nông nó sẽ kéo nó tay này, nhưng lúc này không chuẩn. Nhưng muốn thăm có đứt sâu không thì chặt ở đây. Hiểu biết không? À, thế nên làm động tác ngửa bàn tay để bàn tay lên bàn, chặn vào lúc một, bắt bệnh nhân gấp lên. Thì đấy là kiểm tra gấp nông. Chặn bàn tay, chặn bên tay vào lúc hai, bắt bệnh nhân gấp lúc ba lên thì chúng ta mới biết có tổn thương gấp sâu hay không. À, đấy là cái ở phía khu trước của cẳng tay. Và khu trước cẳng tay còn có một cơ, có lớp nông bốn cơ, lớp giữa là gấp nông, lớp sâu là gấp sâu, và một lớp nữa là lớp sát xương có một cơ, đấy là cơ sắp buộc. Đây là cơ sắp buộc, nó bám từ xương trụ sang xương quai, nhưng chỉ ở phía dưới một ma dưới cẳng tay thôi. Đó, hai cơ nó nằm vuông, nó nằm như một tấm bản vuông kéo hai cơ. Và vì thế ngày xưa khi mổ trẻ còn chưa phát triển, gãy cẳng tay một phần ba dưới khi mà bó bột, thì bao giờ có một động tác thì người ta làm một cái dòng dọc hay là một khúc gỗ thần tròn, người ta ấn vào giữa này để đẩy hai cái xương ra ngoài, xong nó cuốn bỏ lại để tránh gì? Khi gãy là hai cái xương bị cái cơ nó kéo vào sang nào, nó kéo vào sang nào. Vậy bây giờ bó bột chèn cái khúc gỗ hoặc nguyên một cái cục vải đệm vào đấy, xong nó cuốn bỏ để cho cái xương nó tách nhau này. Nếu không thì cơ sẽ kéo hai cái chạm vào nhau và nó sẽ đi này. Bây giờ thì gãy xương cẳng tay là một cái gãy ngoại khoa, gãy xương cẳng tay là mổ. Bởi vì sao? Cái chuyện liền ở cẳng chân có thể lệch trục, có thể can lệch, có thể đi lại được, nhưng ở cẳng tay mà can lệch thì mất chức năng sống nữa. Bởi vì phải đảm bảo quan hệ giải phẫu giữa xương quai với trục thật tốt thì mới chức năng sống nữa của tay mới tốt. Có trường hợp mổ rồi nhưng nếu không có kinh nghiệm mà không đặt đúng trục của xương quai, vì xương quai là phải bắt chéo xương trụ, nhưng khi anh đặt xương quai anh đặt không đúng trục của nó thì khi gấp nó lại không gấp lên dưới trước xương trụ, và như thế mất sức lực của cả mổ nó mất sức lực. Cho nên là khi mà mổ hai chân bằng tay là phải căn cứ mốc giải phẫu thật chuẩn, đặt phải chuẩn trục của hai chân bằng tay thì cơ năng của cả tay mới tốt. Đấy là cái về xương. Đến về cơ thì cái khu trước cũng có bốn lớp như thế: lớp nông, lớp sâu, lớp nông này, xong đến lớp giữa là lớp sâu, đến lớp sát xương. Như thế chúng ta thấy có bốn lớp cơ. Về mạch của thần kinh ở cẳng tay trước thì có mấy bó mạch thần kinh sau: một, đây là bó mạch thần kinh trụ; hai là bó mạch thần kinh giữa; ba là bó mạch thần kinh quai. Ba bó mạch trụ giữa quai. Trụ là gì? Là gồm có thần kinh trụ, có động mạch trụ. Giữa là gì? Giữa là có gồm có thần kinh giữa, thần kinh giữa, và một nhánh động mạch rất nhỏ đi từ cái động mạch ra cũng trước tách ra để đi theo thần kinh giữa, để nuôi dưỡng thần kinh giữa và đi xuống nuôi dưỡng cơ sắp buộc. Còn bó mạch thần kinh quai, đấy là động mạch quai và nhánh nông của thần kinh quai. Nhánh nông thần kinh quai chạy rất nông ở ngay dưới da và luồn dưới các cơ vừa dài để ra cảm giác cho khu sau của mu tay và cái ke lên đốt một. Như thế ba bó mạch thần kinh ở dưới cẳng tay. Thì ở đây chúng ta lưu ý có bó mạch thần kinh giữa, mạch thì không nói làm gì, nhưng có thần kinh giữa sẽ tính ra nói, nó sẽ chui qua cái ống cổ tay để xuống dưới dưới bàn tay, dưới bàn tay. Và nếu ống cổ tay có vấn đề thì nó gây nên một cái bệnh cảnh là gì, là gọi là cái hội chứng ống cổ tay, chèn ép thần kinh giữa ở trong ống cổ tay gây nên hội chứng ống cổ tay. Tí khi đến cái bàn tay chúng ta nói như thế. Về động mạch ở vùng cẳng tay thì có động mạch cánh tay đi xuống để chia ra quay trụ. Quay thì đi theo có mạch thần kinh quay, trụ thì đi theo có mạch thần kinh trụ. Đồng thời quay thì cho ra mặt ngược quay, trụ cho ra cái thân động mạch răng cốt. Thông động mạch răng cốt để chia ra răng cốt trước thì đi theo nuôi dưỡng kinh dương giữa, và răng cốt sau thì đi nuôi dưỡng ở khu sau của cẳng tay. Như thế cánh tay đằng sau, toàn bộ cái trên chúng ta đằng sau nuôi dưỡng ở bên trên khuỷu,
ở khung sau là động mạch cánh tay sau, và nuôi dưỡng cẳng tay ở khung sau dưới khuỷu thì là nhánh động mạch ra cốt sọ, nuôi dưỡng như thế. Thần kinh đi qua vùng này thì chi phối cái gì? Toàn bộ các cơ ở khu trước này hầu hết do thần kinh giữa chi phối. Thần kinh giữa đi qua cánh tay không làm được gì hết thì chơi thôi. Còn ở cẳng tay thì thần kinh giữa chi phối hầu hết các cơ của khu cẳng tay. Và như thế tổn thương về kinh giữa thì chức năng của khu trước cẳng tay tổn thương rất nhiều. Chỉ trừ lại có một cơ giữa là cơ gấp cổ tay trụ và bó hai bó trong của cơ gấp sâu. Cơ gấp sâu bốn bó giống như gấp vào món món một, món hai, món hai, món ba, món bốn thì hai cái bó trong nó út và món nhất thì là bên trụ chi phối, và cộng với là gì, với là cơ gấp cổ tay trụ là bên trụ chi phối. Như thế là bên trụ cứ nói tạm thời vận động một cơ dưới, đấy là cơ gấp cổ tay trụ và hai bó cổ gấp sâu, còn lại toàn bộ cẳng tay đấy là thần kinh giữa đó. Và trên vùng cẳng tay thì thần kinh trụ, thần kinh giữa không có làm nhìn bàn tay đi xuống dưới bàn tay. Chúng ta nhìn này, bây giờ đây chúng ta nhìn này, đây là cái hình vẽ, đây là cái bó mạch thần kinh quay này, đây là bó mạch thần kinh giữa này, đây là bó mạch thần kinh trụ này, và chúng ta nhìn thấy bó mạch thần kinh giữa xuống đây chui vào cái ống cái dây chằng mỏng này. Đây là dây chằng mỏng trước cổ tay hay còn gọi là mạc khác các cơn gấp, chui vào đây. Một đằng sau nó là xương cổ tay đó, tạo nên một cái ống hơi là mạc, đằng trước là cái mạc hãm các cơn gấp căng kín ở phía trước. Vậy thì tạo nên một cái ống nửa xương nửa cơn, và chui vào ống nửa xương nửa cơn ấy là 8 cái cơn, 8 cơn gấp đông, 8 cơn gấp sâu và thần kinh giữa chui vào. Vậy khi có những chấn thương vào vùng đấy làm cho gì, cái phạm vi của cái ống cổ tay hẹp lại thì sẽ chèn lại thần kinh giữa và gây một cái chứng gì, tê tùy dưới bàn tay, cái vùng thần kinh giữa cảm giác và liệt ô mô cái, liệt các cơ mô cái, vì thần kinh giữa xuống vận động các ô mô cái và cảm giác cho bàn tay. Thì những trường hợp ấy người ta phải việc cần đoán nó cũng khó, từ nó căn cứ vào lâm sàng và tê vì cái vùng cảm giác thần kinh giữa thì người ta sẽ nói, hoặc người ta nhìn cái sơ đồ cảm giác người ta sẽ biết. Thứ hai là ôm một cái sẽ teo bớt thì đó, đấy là cái lâm sàng. Còn về các lâm sàng thì người ta căn cứ vào điện chẩn thần kinh thấy thần kinh giữa bị tổn thương, và siêu ống cổ tay thì thấy thì là bề dày của cân nặng, bề dày của cái mạc hãm cơ gấp bị dày lên, và thần kinh giữa chui cũng bị dày lên. Như thế lâm sàng và tiêu chuẩn vàng là điện chẩn thần kinh, ngoài ra có siêu ống cổ tay. Và khi chúng ta đã chẩn đoán hội chứng tay thì việc đầu tiên điều trị nội khoa là chính, là vật lý trị liệu, là thuốc giảm phù nề và theo dõi. Nhưng nếu thấy triệu chứng tăng dần không có chuyển biến thì chúng ta phải mổ, và tốt nhất mổ sớm khi ô mô cái chưa bị tổn thương, chưa bị liệt. Mổ thì rất đơn giản là gì, là giải phóng ra, làm một đường cắt dọc theo cái ống cổ tay này, cắt tung ra, nó đang bó chặt này, bây giờ cắt tung ra này xong. Nhưng nhớ cắt thì đừng muốn khâu, vì nó mở ra giải phóng, có người mở ra giải phóng nhưng lại chỉ là khâu lại, cứ đi cắt ra này khâu lại thì mổ hoài, và thậm chí cái sẹo đấy còn căng hơn cái bản thân của nó đó. Và gần đây thì người ta làm nội soi, làm nội soi, và vừa rồi có thầy Thanh ở bộ môn phẫu thuật thực nghiệm đấy, chúng ta có thể học cái bộ môn đấy đúng không? Thì vừa mới làm cái đề cương nghiên cứu sinh thì chúng tôi vừa mới chấm đầu vào, vừa đấy là nội soi để điều trị cái hội chứng của mổ tay. Nội soi ở vùng này nó có những chỉ định riêng, nội soi nó hay là sẹo thì bé, nó sẹo thì bé, nhưng kiểm soát để giải phóng được, nội soi để giải phóng được toàn bộ cái dây chằng vòng này phải là người hết sức kinh nghiệm, bởi vì cái dao mổ nội soi soi vùng này cái tí người ta đã cắt soi, mà soi lại chúng ta biết băng
và chúng ta cắt băng là sót lại có một cái sợi chỉ thôi, không là đặt gây hội chứng khoan đâu mà. Cái sợi băng chúng ta muốn không cắt hết thì sợi có một sợi cái sợi chỉ đó cũng thể gây hội chứng khoan. Thì ở đây nếu các không biết, cái thứ hai là gì, khi có liệt dây thần kinh này, liệt là tức là liệt vận động của dây có một cái mà, thì nội soi không kiểm duyệt được, không thể tìm được. Vậy thì những lúc như thế mổ mở là tuyệt vời. Và chúng ta biết mổ mở hậu cổ tay thì để lại sẹo, không có gì gây thương là tất nhiên xấu hơn rồi sao. Chỉ có khi mổ mở thì chúng ta mới kiểm tra, mới tìm thấy cái dây thần kinh để đi vào ô mô cá và vận ô mô cá thì nó bị chèn ép ở chỗ nào, chúng ta mới mở ra, mới giải phóng ra làm được đó. Còn nội soi không bảo gì được đó. Và vì thế vừa rồi thông qua đề cương của bác sĩ Thành về nội soi thì nghe trình bày rất là hay, nó rất hay. Và đây bệnh viện đang có đầy đủ phương tiện để làm rồi. Thế nhưng mà khi vào cái đề cương ấy thì tôi phải tìm một đống tài liệu, vì tôi chủ tịch hội đồng nên tổng đống tài liệu để kiểm tra. Hôm sau tôi chỉ hỏi bác sĩ Thành một câu, trong trường hợp là hội chứng hổ tay có biểu hiện liệt thần kinh giữa, thầy bảo anh có làm nội soi được không? Nghe bác sĩ Thành bảo anh thế thì chỗ này em chưa làm tới và tôi cho một cái liệu về đó thôi, không đọc chưa biết thì đừng có nói. Chứ vậy mà đến đây mình chém gió thế này chết luôn mà. Bởi vì để hỏi cô đấy tôi đã phải đọc đến một chục tài liệu thì thấy người ta bàn luận rất nhiều vấn đề đó, nội soi cái nhỏ, nội soi cái kia, rồi camera tốc độ nhìn thế nào kia. Nhưng nói tóm lại người ta khuyến cáo là nếu giai đoạn muộn có liền thì không nên làm nội soi. Bây giờ tiếp tục sẽ về dưới tầm xúc để chúng ta nhìn. Đấy là khu trước nhá, đây khu sau đây. Khu sau của cẳng tay tôi vừa nói với các em là gì? Đây thần kinh quay xuống đây, chia ra cái nhánh này là nhánh đông. Nhánh đông là ở phía trước đi theo động mạch quay tạo nên bó mạch thần kinh quay đấy. Còn lại cái nhánh sâu đây, nhánh sâu nó là nhánh sâu thần kinh quay đi ra phía sau nhưng mà đi vòng quanh cổ xương quay, hiểu không? Quanh các cổ xương quay để đi vào vận động toàn bộ các cơ của khu, các cơ duỗi của khu cánh tay, khu cẳng tay sau và đi vòng cổ xương cánh tay. Chúng ta biết cổ xương cánh tay cũng là một trong cái xương hay gãy, một trong xương hay gãy, gãy có thể chèn ép gây liệt thần kinh quay. Thứ hai, trong một cái gọi là gãy mông đét xe, chúng ta hiểu chưa, là gãy xương trụ và chặt chỏm xương quay. Mà chặt chỏm xương quay chặt ra ngoài thì ôm vào cái cổ xương quay đấy là thần kinh quay. Vậy khi nó chật cái cổ sẽ quay ra ngoài, nó sẽ dằn cái thần kinh quay gây liệt. Chân thần kinh quay hai liệt, thứ nhất là ở cánh tay chúng ta giữa, thứ hai là khi qua cổ xương quay. Tôi đã gặp một trường hợp không nói đâu xa, cách đây khoảng nửa năm thôi, một bác sĩ nội chú của tôi mổ cái xương cánh tay có liệt quay từ đầu rồi, nhưng vào đến nơi thì tìm chỉ thấy đầu trung tâm, đầu ngoại vi của thần kinh quay mà không thấy đầu trung tâm. Mà không nói đầu trung tâm ở nơi khác thì tôi đóng vào, tôi gửi trên nhà các thầy ở đây không thấy đóng vào, mà người đấy kín thì chẩn đoán là sao? Gãy hở thì chẩn đoán là mất đoạn thần kinh quay, đúng không? Gãy kín đi đâu mất được? Nếu mất thì phải lấy một đoạn nằm đấy. Thế là tìm thầy pháp mổ gọi điện bỏ. Thế chúng ta cũng tìm thần kinh quay được. Thì chúng ta biết là thần kinh quay nó từ nách đến chân ra sau, nó vào đây. Thế thì nó đứt tận ở dưới này, thì cái đầu ngoại vi ở dưới này thì mình dễ, nhưng cái đầu trung tâm nó chui ở luôn phía sau thân này lên như này, lên ra con tận trong này. Thế mà như thế khi tôi lên vào trong tim cũng thấy được, mà phải mở rộng mà phải đi vào phía trong thì mới túm được con thần kinh quay, kéo dưới cho sụp đuổi như thế này. Thần kinh quay rất chú ý, không tìm thấy. Thế nếu quay lại ở thì thôi, không tìm thấy thì quay là chém gió hoặc là mất đoạn thần kinh quay. Nhưng cái kín bóng đoạn kinh tay cười, đúng không? Không thể nào được.
trên lưng. Thế thì đi quay nó vận động cho cơ duỗi ở trên bàn tay, trên cánh tay và cơ duỗi cổ tay. Thế nó mới sinh ra những cái hiện tượng là gì? Người ta gọi là liệt thần kinh quay thấp và liệt thần kinh quay cao. Liệt thần kinh quay thấp tức là mất cả động tác duỗi ngón tay và đưa cổ tay lên. Nhưng mà liệt thần kinh quay cao thì chỉ mất cái động tác duỗi cái đấy còn nó đưa cái này. Bởi vì sao? Bởi vì cái thần kinh quay này, những cái nhánh mà tách ra để chi phối cho cơ duỗi cổ tay thì nó tách trên cao, thậm chí trên khuỷu thì trên khi vết thương ở phía dưới thì có cái động tác đưa cổ tay thì vẫn còn, nhưng cái động tác đưa ngón tay thì mất. Trên vì thế nó phân ra là gì? Là liệt thấp hay là liệt quay thấp hay liệt quay cao. Và trong kỹ thuật chuyển gân thì liệt quay thấp sẽ chuyển theo một kỹ thuật khác, liệt quay cao là liệt là chuyển theo một kỹ thuật khác. Vì liệt quay cao thì chỉ bị tổn thương mỗi gân duỗi thôi, thì chỉ cần chuyển một gân để làm cái cổ tay duỗi lên là được. Nhưng liệt cổ liệt thần kinh quay thấp thì không những duỗi ngón tay mà phải duỗi cổ tay nữa. Đó. Và thậm chí là làm động tác gì là ngửa cổ tay đó, đúng không? Cơ ngửa đó, cơ ngửa nó có thể đi quay không? Nhưng nhé, nếu cái gì chậm thì phải kỹ thuật phải chuyển 4-5 gân, nhưng nếu cái gì cao thì phải chuyển 1 gân là đủ. Thế nhiều chỗ không biết thì chỉ được chuyển một cái thì được một cái chỗ này, nhưng cổ tay rỗi này, như này, rỗi này, rất kiểu này. Nhưng mà nếu chuyển làm gì thì phải lên lại, hiểu nhé? À, đấy là cái về mặt kỹ thuật. Còn đây là cái đây là cái quay nông này, nhìn nông nó đi ra nhánh nông này, phải ra trước xong nó phải vòng ra sau để nó cảm giác cùng nào. À, cảm giác cho ba ngón rưỡi kể từ ngón cái, còn một ngón rưỡi kể từ ngón út, đây là thần kinh trụ. À, cái sơ đồ cảm giác chúng ta nhìn thấy rất rõ nào, đây là khu sau, khu sau đấy là thần kinh đây. À, quay đây, à, rồi thần kinh cánh tay dưới, rồi cánh tay ngoài dưới này, rồi đến thần kinh cơ bì này, rồi đến thần kinh bì, xin lỗi, thần kinh bì cẳng tay trong, thần kinh cơ bì và giữa đây là thần kinh quay đây, cái đỏ đỏ thì ngay chỗ này. À, đây là chi phối cảm giác ra, chúng ta nhìn thấy. Đây, cái sơ đồ cảm giác. À, đây là khu trước, đây là khu sau. Chúng ta nhìn, đây là thần kinh bì cánh tay trong, đây là thần kinh bì cánh tay ngoài dưới của thần kinh quay. Ở giữa đây là thần kinh bì cánh tay trong, xuống tay từ đây xuống ở trong này. Đây là thần kinh cơ bì này. Xong xuống phía dưới thần kinh trụ cảm giác cho ngang cái chỗ xương trụ là xuống cùng ngón dưới kể từ ngón út này. Còn cái thần kinh giữa là bàn tay đây, cảm giác ba ngón dưới kể từ ngón cái cho đến ngón nhẫn, nhưng phải là trừ một chút ở mu của cái ngón này, ngón cái ngón thì thần kinh quay đâu. Thế mà nhìn ở mặt sau đây, chúng ta nhìn đây, quay là đỏ đỏ đây, trụ là đây, còn giữa thì ngoài đây rồi thì còn cảm giác cho chỗ này nữa. Chỗ này nói là lời rất dài dòng là gì? Cảm giác cho hai ngón dưới của gì? Của mu đốt ba ngón hai ngón ba và nửa ngoài mu đốt ba của ngón bốn, nói rất dài dòng nhưng sơ hồ là đấy, đúng không? Thế thần kinh quay thì đương nhiên là thần kinh giữa này, lộn ra ngón này. Như thế chúng ta thấy nếu tổn thương có hội chứng của tay, người ta có thấy gì là tê bì toàn bộ gần như lòng bàn tay, nhưng nếu sờ vào ngón út bảo có tê không, bảo em tê lắm thì cẩn thận, chưa chắc đã phải hội chứng của tay. Đấy lâm sàng ở đây đó, đúng không? Còn tất nhiên có thể nó có tổn thương thần kinh trụ nữa, nhưng kiểm tra nếu thần kinh quay, thần kinh giữa có bị tổn thương thì chúng ta vẫn chẩn đoán là hội chứng của tay, nhưng kèm theo một vấn đề thần kinh trụ nữa. Đó, để chúng ta biết được như thế. À, xuống dưới tôi nói một chút về cái bàn tay. Cái cổ tay vừa nói rồi, cái bàn tay chúng ta nhìn này, lớp nông da tổ chức tế bào dưới da, sau đó cắt hết lớp nông đi thì lộ đến lớp cân nông. Về mặt thần kinh em cũng nói nữa thì cân nông, cân nông đây là cơ gan tay dài, mà cơ gan tay dài đi xuống dưới tạo nên một cái hình nam quả này, tạo nên cân nông của bàn tay, tạo nên cân nông của bàn tay che kín gần như toàn bộ các thành phần sâu bên trong bàn tay này, bảo vệ rất chắc chắn. Và tất nhiên
nhiên đây là món 1, món 2, món 3, món 4 đó. Lần lượt chúng ta cắt cái cơ quan đấy, cắt cái cân cái cơ đấy lật xuống để lộ toàn bộ cái thành phần tinh túy ở trong lòng bàn tay chúng ta đây. Đó là gì? Đó là các cơ của ô cái, các cơ của ô gan tay giữa, tức là cơ gan tốt, cơ của ô út. Và chúng ta nhìn thấy đây là cái trần, cái mạc hãm gần nhất của ống cổ tay này. Và chỗ này, vùng này ra động của tay xuống dưới này. Bây giờ kinh giữa đây, kinh giữa đây, chúng ta giải phóng là giải phóng cái ống cổ tay này, à, kinh giữa rồi. Và trong đó có một nhánh đi vào vận động cho của ô cái đây. Còn tất cả nhánh đi xuống thì làm nhiệm vụ gì? Cảm giác thôi. À. Thần kinh trụ thì chạy ngoài ống cổ tay. Rồi, xuống đây, vận động cho ô mũ cộng với một số, một cơ dưới ô mũ cái. Chúng ta đọc tài liệu đấy. Vậy khi là thần kinh trụ thì bao giờ cũng thấy teo cái khoan văn gốc cổ này, sờ hai tay ngón tay trước đầu chạm nhau, bởi vì thần kinh trụ vận động cho cơ ô mũ, đồng thời vận động một cơ dưới ô mũ cái, trong đó có cơ khép, và cơ khép là bắt mình qua đây. Và khi liệt thần kinh trụ thì cơ khép bị teo, cơ khép bị teo thì cái chỗ này, cái ô cái gan tay chỗ khoan cái gốc cổ thẳng luôn này sẽ teo, và tay chúng ta sờ sẽ hai tay chạm nhau. Vậy liệt thần kinh trụ có dấu hiệu vứt trụ, đồng thời teo cơ vô cả, teo cơ khép của vô cả. Và khám lâm sàng ta nhìn chỗ này lỏng tặng sờ mỏng trên à, trên hình này chúng ta thấy những cái hình này là hình gì? Những cái màu xanh xanh này thì đấy là những ba quả dịch. Chúng ta biết gân cơ là phải được phải hoạt động, một hoạt động thì sinh nhiệt, sinh nhiệt cho nên nó phải nằm ở trong những cái bao mà tiết ra chất hoạt dịch để vui chân nó. Nếu khô bao gân thì hiện tượng gân bị tắc nghẽn, hiện tượng ngón tay đầu so đấy là một trong những hiện tượng bị khô bao gân. Gân không chân chu, viêm xù xì lên, khi anh gấp vào xong nó vướng cái cục đấy, rối gian cuối là cố rối bình phát như cái lò xo bật ra. Thì đấy, thế thì đây là những cái bao, người ta gọi là bao hoạt dịch các gân. Nó có ba loại bao hoạt dịch gân. Thứ nhất, bao hoạt dịch quay bọc các cái gân gấp của ngón tay cái ra đi xuống đây. Và cái bao này thọc qua cái ống cổ tay lên trên này. Trên khi kiêm bao hoạt dịch ngón cái, bao giờ chúng ta thấy có cái hình cái chảy ở giữa bé hai đầu phình to này. Thứ hai là đây là bao gân, cái bao này, màu này là bao gân gấp trụ, bao gân gấp trụ là bao hoạt dịch trụ. Bao hoạt dịch trụ thì nó bọc các cái gân gấp của cổ tay, của cổ bàn tay, nhưng nó chỉ bọc đến ngang cái nền đốt một thôi, sau đó nó vặt ra, nó bọc toàn bộ gân gấp đi vào ngón út. Còn cái loại gân thứ ba, cái loại bao hình thứ ba là nó bọc từ tương ứng với lại phía trên của cái nếp gấp này, trên cái khớp bàn ngón này, và nó có 1, 2, 3 ngón nó dài để đi vào bọc gân gấp của ngón 2, 3, 4. Như thế có ba cái bao hoạt dịch: bao hoạt dịch quay, bao hoạt dịch trụ và bao hoạt dịch các gân gấp. Gân gấp chạy trong những cái bao ấy mới đảm bảo được gì? Bôi trơn để hoạt động. Lại nói những gân gấp một chút, chúng ta nhìn đây, đây là gân gấp đông che đôi để bám vào hai bên của gì? Của nền đốt hai. Còn đây là gân gấp sâu bám vào nền đốt ba. Vậy một vết thương ở chỗ này thì đứt cả đông cả sâu, hoặc đứt nguyên đông mà không đứt sâu. Nhưng nếu vết thương ở chỗ này thì đứt sâu mà không đứt đông, bởi vì chỗ đấy làm gì còn đứt đông nữa. Đó, đấy là cái nét biểu hiện đấy. Còn những nhánh đi bên cạnh đấy là những nhánh thần kinh cảm giác và những động mạch nuôi dưỡng, không nói ở đây. Tôi chỉ giải thích những cái điều mà nó chúng ta khó hiểu thôi. Còn mạch nó đến nuôi dưỡng cái nọ, nuôi dưỡng cái kia, chúng ta biết đọc ra cái đấy. Ngoài ra ở trong mạch khoa người ta còn có danh từ puli, có nghe chưa? Tất cả cái này, cái ống này gọi là ống gân gấp và hay còn gọi là bao hoạt dịch gân gấp. Nhưng bao hoạt dịch gân gấp nói đến chưa hoàn toàn đúng, nó chỉ có lớp trong cùng là bao hoạt dịch,
hiểu nhé, để làm tiếp giao dịch vôi chân dân. Còn bọc xung quanh bên ngoài đấy là một tổ chức sơ, mà tổ chức sơ ấy giữ cho dân chân ở trong. Vậy khi mà gân gỡ, khi mà gân mà đứt, tức là thí dụ đứt đây, đứt chỗ này, đứt đây nhà, thì nếu mới thì chúng ta có thể nối ngay được, đúng không? Nhưng nếu chúng ta không vậy thế, nhưng đứt gân gấp chúng ta ở đây, gân đã đứt gân thì phải mổ phì đồ một cách tuyệt đối, trừ khi anh không phải. Thế còn anh đóng lại, thay vì gửi ngay đi, trên để sau khoảng 2 tuần anh gửi đi, thì thưa các anh là gân gấp đứt ở đây, thì cái đầu trung tâm nó sẽ chui lên tận cổ tay thì gân ra co một cách dã man luôn, khủng khiếp luôn. Cái đầu gân trung tâm nó sẽ lên trên này, và ngay lập tức đây là bỏ ra cái ống gân này sẽ được các tổ chức mạch máu và các tổ chức chui vào lấp đầy cái đầu vào, và sau 2 tuần thì anh không thể khơi được tận cổ tay ra, đánh kéo lên xuống núi. Sau 2 tuần thậm chí 2-3 tuần trở ra thì không thể nối thì đầu được, với 2 lý do: gân trung lên trên không đôi chút được, anh nối vào ngón tay thế này thì làm sao mà nối được, đúng không? Tức là anh phải cuộn ngón tay vào thì đầu trên đầu dưới nó gặp nhau. Thứ hai là không còn đường ống như gân chạy, chúng ta hình dung nếu không có nó như cái poly để nó tì để gân gấp, poly tì để gân gấp. Nếu không có poly không có gân nằm ở trên thì gân không có được kéo lên kéo ra, thì cái này gấp thì gân xùi thành cục rồi đấy, nó xùi thành cục. Vậy thì sau 2-3 tuần bắt buộc phải làm thì hai, bắt buộc làm gì? Làm thì một thì làm gì? Làm thì một là mở cái ống gân này ra, dọn sạch đi, xong đặt một cái silicon án chừng bằng cái ống gân này vui ở trong ấy 6 đến 8 tuần để nó tạo thành một đường ống. Sau 6 đến 8 tuần mở cái ra, rút silicon đi, thì chúng ta có hình dung được là địa đạo của chi nằm ở trong lòng bàn tay chưa, đúng không? Đập cái ống như thế, lúc bây giờ mới luồn cái gân từ trên xuống để nối, nhưng không nối được mà phải ghép gân, lấy gân khác ghép vào đầu trung tâm, xong là luồn từ trên để xuống, luồn về, xong luồn qua ống gân, luồn đến tận đây, xong đính vào cổ nó vào. Có hiểu gì không? Vậy tổn thương gân gấp bàn tay, cố gắng giải quyết cấp cứu ngay từ đầu, để 2-3 tuần sau hồi lại được hồi rồi, ít nhất phải mỏi 2 lần. Lần 1 tạm được rồi, lần 2 mới ra. Và còn một cái thêm nữa đây, cái puli này là cái bao sơ, đây là cái bao hoặc thể ở trong, đây là cái bao sơ trong trắng này, bao sơ trong trắng. Cái vùng mà ngang đến mức cái nếp vân cổ tay này, cái nền của độ nền thứ 3, nền thứ 1 này, cho đến nền của độ 3, đấy là cái vùng ngón gân gấp, vùng ngón gân gấp, à, nó nằm ở đây. Thế thì bọc ngoài cái bao hoặc thể này, đây là những cái tổ chức sơ, người ta gọi là những cái poly. Thực ra nó là vẫn là cái bao, nhưng mà ngoài có lớp sơ và nó có những cái poly ngang, poly gọi là poly A1, poly A2, poly A3 và chen giữa poly A3 với poly C, có 3 poly A và 2 poly C. Thì những cái poly A là những poly quyết định, những poly ấy là những điểm tì để cho dân gấp gần gấp. Còn không có poly ấy là không được. Nhưng khi chúng ta làm thì hai, thì chúng ta mở ra, chúng ta tạo hình xong đường ống, chúng ta ấp nó lại, chúng ta khâu, thì vị trí của cái poly nó vẫn nằm nguyên. Khi rút ra cái tờ đường ống, chúng ta lồi gần lên đường rồi. Thấy hiểu gì rồi không? À. Như thế tôi chỉ giải thích những cái điều khó hiểu mà chúng ta có rất nhiều người chưa hình đấy. Thì đấy là cái tên gọi là bao hoạt dịch, không sai. Ống gân gấp không sai, nhưng nếu nói hiểu ống gân gấp thì trong ống gân gấp có bao hoạt dịch. Giống như lót mặt trong của bao gấp là bao hoạt dịch, đúng không? Vậy lót mặt trong của ống gân gấp đấy là bao hoạt dịch. Và bao hoạt dịch đặc biệt cho ngón tay, đặc biệt ngón cái gây hội chứng là cho cái bệnh lý gì? Ngón tay đỏ so. Khi viêm khô bao gân gấp ngón cái thì gấp vào rất khó, mà gấp vào rỗi ra cũng được, cố rỗi ra là cũng bịch cái như là so, gọi là đấy là hiện tượng gì? Viêm bao hoạt dịch các gân gấp. Và dịch chúng ta nôm na ngón tay đỏ so. Đấy là phía bàn phía ấy, là chúng ta nhìn này là
trong cái cổ tay cắt ra như có đũa. Chuyện nối nhầm gân ngón hạ sang ngón kia, chuyện thường tình phổ biến, không có đề gì cả. Nhầm là bình thường, không? Có thể nhầm gân gấp ngón 1 là ngón 2 sang ngón 3 ngón 4 vân vân nhầm. Bởi vì trong cái này thôi xếp cho đúng bình diện, đúng đầu nào và đầu nào bổ chứ không có dễ gì nào hết, cực kỳ khó. Tất nhiên là nhiều các quen nó có những cái có những cái tiểu sản riêng để đánh giá đâu là gân ngón 3 đâu là gân 4. Đó, đầu ngoài vi thì quá dễ, trốn nào mà giật thằng nào thì thắng nó to thì biết, nhưng đầu trung tâm thì giật vào đâu. Vậy thì cố gắng cho nó đúng, nhưng nếu không đúng không sao cả. Chỉ có cái là phiền hà bệnh nhân trong một khoảng thời gian nhất định thì gieo từng lời nó sẽ thích nghi. Sau khi bạn ấy ổn định rồi bảo gấp con 2 vào thì có khi nó lại gấp con 3, bởi vì thần kinh nó điều khiển trước được. Nhưng sau này nó sẽ tự chỉnh lại là à, hai con này là bị lẫn rồi, vậy bảo gấp con 2 thì ta phải gấp con 3 nữa, và bảo gấp con 3 thì ta phải gấp con 2, tức là do thần kinh nó điều chỉnh. Thì chuyện muốn nhầm cũng sao cả, nhưng nói nhầm gân với thần kinh thì không bao giờ để kéo dài được. Đầu cái thần kinh dưới lòng cổ tay này trắng phớ to đúng mặt cái gân gấp, mở ra nhìn thấy ơi hay quá, nối gân với thần kinh, nối trước hôm sau đến bác bệnh nhân lấy tay chặt vào tay bác có khi nó làm vứt cái vào mặt, bởi vì anh nối gân với thần kinh, tức là khi gân cử động thì anh giật thần kinh nó đau nó thật đầu, có khi nó bung nó không cố thì nó bung ra nó tăng động mạnh vô cả vì nó quá đau. Những trường hợp đau gốc thường thì thế đa phần là nối nhầm thần kinh với gân và phải mở ra mà tìm nối lại, đúng không? Nhìn nhiều sẽ biết đâu là mặt cắt của gân, nhìn nhiều đâu sẽ biết là mặt cắt của thần kinh. Và nói vui gân có nối là liền, nhưng thần kinh có lẽ chưa có ai biết nối thần kinh nó liền kiểu gì, biết không? Nối thần kinh thì nối vi phẫu là nối từng bò, còn nối không vi phẫu là nối mang thần kinh. Nhưng thần kinh là một hiện tượng tạo nên một cái ống kín, cái phần ngoại vi sẽ bị tiêu đi, phần trung ương sẽ phát triển lan xuống, mỗi ngày đi được 1 mm. Anh trên tiến, anh dưới lùi, lùi đến khi nào kích vào giờ thì sao. Vậy càng nối trên cao thời gian hồi phục càng lâu, càng nối trên thấp thời gian hồi phục toàn bộ càng nặng. Còn đi cái đoạn đường là từ đây đến đây mỗi ngày đi một đi, từ khi mỗi ngày nó đi không có đi thôi thì bao nhiêu tháng mới được cái đoạn dài từ đây đến đây, đúng không? Chứ không phải là hai cái đầu dây thần kinh nó liền vào nhau như là gân đâu, mà chỉ tạo nên một cái ống kín để anh trên phát triển đi xuống và anh dưới thì thoải mái được đi. Và vì thế ống ấy phải đảm bảo kín tuyệt đối, nếu không nó có một khe hở là cái lúc thần kinh chui ra ngoài, chui ngoài sôi lên cái lúc thần kinh và cái lúc ấy bệnh nhân không chịu nổi vì đau. Đấy, vì thế cho nên có những người nối thần kinh xong thời gian sau phải mở ra cắt cái bụng sùi thần kinh đi, bởi vì cái ống thân cái ống thần kinh này hở sùi lỗ ra thần kinh sùi sùi thì ông này chạy dài xuống tận dưới này hết, thì ông này ra đây không còn ống nữa thì ông sùi thành cục to như là cái kẹo cao su nằm đây này gây đau thôi nhá. Đấy là cái sơ đồ mạch máu của bàn tay, không có gì đặc biệt. Chúng ta xem gần rồi khu mô tay cũng nói chút thì gần rồi không có hơi đông hơi sâu, nhưng mà về mặt cấu tạo hơi giống. Đấy là gì? Có một gân, có các gân suối, đấy là gân suối đi dọc theo ngón tay để bám toàn nền của mu lốp ba các ngón tay, là có nền của ba ngón tay. Nhưng đến ngang bước đốt 1-2 thì gân này tách ra hai chẽ, tách hai chẽ ôm vòng là hai phía của cái khớp này để bám toàn nền của đốt 2-2. Nó giống như gân rỗi gân gấp nhưng nó không phải là như gân gấp, bởi vì nó một sợi đi xuống nó chẽ là ba, một anh đi thẳng xuống tận dưới ngón tay, dưới tận ngón tay ấy, thì gọi là giải trung tâm, còn hai anh ôm vòng hai phía gọi là giải bên. Vậy vấn đề đặt ra khi một vết thương vào vùng từ đây trở xuống đây, vùng V
ta chú ý là gì? Chúng ta phải chú ý kiểm tra cái gọi là cái chép bên. Nhưng nếu chúng ta chỉ nối chép trung tâm không thôi mà không kiểm tra các bên thì mai kia ngón tay chúng ta duỗi được nhưng nó sẽ vẹo về phía bên trung tâm, bên không đứt, còn bên đứt thì nó giãn ra. Ngón tay nó sẽ duỗi được trung tâm nhưng nó ngoại một bên. Cho nên đứt vào cái phần này thì phải kiểm tra hai chép bên có đứt không để một cả. Chính yên tâm nối với cả trung tâm xong rồi thì mai ngón tay vẹo không duỗi được. Dạng thời gian sau ta chép bên chúng tôi gọi là hiện tượng chật gân duỗi. Nó không nằm đúng giữa, giải trung tâm không nằm giữa mà nó bị kéo về trong bên thì ngón tay duỗi mà duỗi trong hình cổ rất kỳ lạ, giữ thẳng tay lại này thì bỏ duỗi rồi bỏ tay ra nó sẽ nên chích cái gì đó, thì đấy là cái lưu ý rất đặc biệt thế thôi. Đấy là cái nội dung mà tôi muốn trao đổi với hai các chị về chi trên và cũng lại nhắc lại là tài liệu rất đầy đủ để cho hai các chị đọc. Và tôi cũng xin phép vừa